Đội phản công dành cho Bưng Biền với Tấn Phi. Vũ Kiệt đường chuyền ngang quá thuận lợi nhưng đó lại là một đấu này gồm ba trọng tài Nguyễn Thanh Vũ, Triệu Phi Rinh và Huỳnh Quang Đình. Đây là những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động là Minh Luân ở khu vực giữa sân. Vẫn số 12. Bây giờ mới là cú đá. Lại là một pha đổ người xuất sắc nữa đến từ thủ thành Vũ Xuân Thịnh. Anh đang rất xứng đáng với tấm bằng đội trưởng đeo trên tay. Một trọng điểm tựa vững chãi dành cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Tần. Cửa dưới. Dũng Phổi. Vẫn là Dũng Phổi. Vẫn chưa có bàn thắng cho quân của Michel. Một tình huống mà Vũ Xuân Thịnh lại là người chiến thắng. Hòa nhỏ đã rất kinh nghiệm. Chúng ta cùng xem lại tình huống nguy hiểm này. Minh Luân. Dứt điểm. Không vào. Lại là Vũ Xuân Thịnh. Quá kê lòng của Dũng Phổi tưởng chừng như đã mang đến niềm vui cho quân của Michel. Nhưng thủ thành bên phía hạt điều thường thường lại nói không. Chúng ta xem lại pha cứu thua này. Tuyệt vời. Phản xạ là rất tốt đến từ thủ thành Thịnh Vũ. Việc có đồng hồ trên sân cũng sẽ giúp cho những giải pháp và các tình huống cố định của quân của Michel nguy hiểm hơn. Đó lại là cú đá của đồng hồ. Và lại một lần nữa người giành chiến thắng là Xuân Thịnh. Đây sẽ là cơ hội phản công dành cho quân của Michel. Dũng Phổi được chuyền hay, lòng lá không được. Và đội bóng bước một không tốt của Long Lắc khiến anh không thể tung ra pha dứt điểm ngay lập tức. Rất đáng tiếc cho Long Lắc. Một ngày cho đến lúc này số 21 vẫn quá vô duyên với mảnh lưới của đối phương. Tình huống chạm bóng đầu tiên của Duy Nhật thả bóng hay. Đồng hồ không thể chạm bóng tinh tế ở tình huống vừa rồi khi mà Xuân Thịnh đã bắt bài và băng ra rất nhanh. Lại là một pha bóng nữa mà chúng ta phải dành một điểm ưu để cho màn trình diễn. Như là các cầu thủ hạt điều thường thường đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi. Cơ hội không vào. Xin chào quý vị. Xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng trở lại với những điều truyền về trực tiếp từ sân vận động Phước Long A quận 9. Chào mừng nhỏ quý vị. Công sản Nam Dương và Bắc Biển những đội không hề dễ chơi. Hạ đường thường thì sẽ phải đối diện với những người nam Cadien Sài Gòn. Đối diện với đội team ở vòng 5 và vòng 6 họ sẽ gặp Sông Hùng. Ta Di Maria. Khóa trống, không vào. Đó là các cầu thủ viên của đội bóng trắng. Người đã tạo ra bàn thắng quyết định ở những phút cuối. Cú đá vừa rồi là của Tài Lắc. Ở vòng đấu thứ hai thì cảm thấy dứt điểm. Không được. Thêm một cú đá nữa cũng không thành công. Tình huống có mặt ở cột 2 quen thuộc của anh Duy, nhưng anh Duy lần này đã không thể đưa được bóng xuyên qua thủ thành bên phía hạt điều thường thường. Trong khi đó thì nhân lực của KDA trên Sài Gòn vẫn đang rất đông đủ. Đó là tình huống tựa xoay sút của Dương Thanh An. Xuân Thịnh vẫn đang chơi rất tốt. Anh chỉ bị đánh bại ở một tình huống phối hợp đá phạt của đối phương. Không được. Cú đá lại là của Nam Nhóc. Những pha xử lý quen thuộc của Nam Nhóc. Pha tranh cướp rất quyết liệt và đây là cơ hội dành cho Bưng Biền. Dứt điểm. Không thành công nhưng vẫn còn. Đó là sự xuất sắc của Xuân Thịnh.
Xuân Thịnh đã khép được góc sút của đối phương. Một lần nữa đó lại là cú đá của Thanh Danh. Người đã có cú đúp trong trận đấu này dành cho Bưng Biền. Rồi phản công dành cho Bưng Biền với Tấn Phi. Vũ Kiệt đường chuyền ngang quá thuận lợi nhưng đó lại là một tình huống dứt điểm không thành bàn. Thủ thành Thịnh Vũ đã có một pha cản phá xuất sắc. Tình huống bay người có thể nói là rất đẹp của Vũ Xuân Thịnh để có thể cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Cắn ngang, cơ hội không được, vẫn không vào. Có vẻ như đây là định mệnh của Bưng Biền. Không hiểu điều gì đang xảy ra. Họ tự mắc sai lầm để cho đối phương có được những bàn thắng và với những cơ hội 10-10 ngay khung thành của đối phương thì họ cứ đá lèo khèo và vẫn không đưa được bóng vào lưới. Thịnh Vũ một lần nữa đã phải nhoài người hết mình để cứu thua. Anh mà Phúc Xuân đã điều bóng qua phía cánh trái của Xuân Thịnh nhưng anh đã chủ động thủ trước. Đủ người chính xác. Sanchez. Lê Sư Phụ rất nguy hiểm. Một quả bệnh dứt điểm rất bệnh của Lê Sư Phụ ở tình huống vừa rồi trong tình huống mà Vũ Thịnh đang băng ra. Anh đang bị đau, quả bóng rất mạnh. Huấn luyện viên trưởng Tân Tân của đội áo trắng cũng đã có thêm một sự thay đổi người nữa. Quang Sê Cô đã không đảm bảo thể lực và anh đã rời sân nhường chỗ cho Nam Đây Ba. Nguy hiểm. Cú đá của Văn Tuấn và đội 1 đang là đội hình được các thủ áo trắng chơi từ rất lâu từ ở trong cái đấu thứ hai này. Nhưng mà thắng đầu tiên vẫn chưa. Tuấn Gấu. Khoảng trống rất nguy hiểm. Cú đá đầy uy lực của Tuấn Gấu sau khi anh tự tạo ra khoảng trống. Phùng Trọng Lên không vào. Xuân Thịnh vừa rồi đã phản xạ kịp thời.